Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chia các đoạn thẳng hay là các đoạn SP-Line trong AutoCAD thành những cái đoạn thẳng bằng nhau hoặc là những cái đoạn thẳng có cái kích thước biết trước. Đấy. Thì để làm điều này chúng ta sẽ vào AutoCAD. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn các đường thẳng, các đoạn thẳng và các đoạn SP-Line. Để thực hiện lệnh chia, chúng ta sẽ gõ lệnh DIV, tức là Divide, mình Enter. Bây giờ mình sẽ kích vào cái đối tượng mà mình muốn chia. Mình kích vào đối tượng đoạn thẳng này. Sau đấy, phần mềm bảo với chúng ta rằng bạn hãy điền cái số đoạn thẳng bạn muốn chia ra. Ví dụ như mình muốn chia cái đoạn thẳng này thành 5 đoạn thẳng bằng nhau, mình sẽ ấn 5 và mình Enter. Bây giờ thì đoạn thẳng của chúng ta được chia ra thành 5 đoạn. Tuy nhiên các bạn sẽ vẫn không thấy là cái đoạn thẳng nó chỉ được chia ở đâu. Còn nếu như chúng ta kích vào thì nó vẫn nhận diện đây là một đoạn thẳng. Thì để hiển thị các đoạn thẳng chia, các bạn có lệnh DDP chai. Đấy, các bạn Enter. Chúng ta sẽ vào cái hộp thoại thiết lập các điểm trong AutoCAD. Vì mình chia cái đoạn thẳng này thì chúng ta không chia nhỏ nó ra mà chúng ta chỉ hiển thị các cái điểm chia là những cái điểm đấy, các điểm point ấy. Ở đây thì mình sẽ thiết lập cái hiển thị điểm point như thế nào. Ví dụ như mình kích ở đây, mình có thể kích cho nó cái kích thước ở đây. Đấy, điền nó kích thước ở đây. Mình kích vào OK. Các bạn thấy chưa? Cái đoạn thẳng của chúng ta nó đã được đánh dấu thành những cái 5 cái đoạn thẳng bằng nhau. Đấy. Và mình lưu ý rằng những cái cách sử dụng lệnh divide này chúng ta chỉ đánh dấu mà thôi, chứ chúng bản chất cái đoạn thẳng nó vẫn là một đoạn thẳng duy nhất. Và khi chúng ta sử dụng lệnh di chuyển, các bạn thấy đoạn thẳng của chúng ta nó bị di chuyển đi, là những cái điểm chia nó vẫn ở đây. Đấy. Và vậy các bạn lưu ý là chúng ta chỉ đánh dấu mà thôi, chứ không chúng ta không phải là chia cái đoạn thẳng ra thành những đoạn thẳng nhỏ. Các bạn hoàn toàn có thể chia nó cho các đường SP-Line này, ví như là D, I, V, Enter. Mình gõ kích vào cái đường SP-Line này. Sau đấy mình cũng điền cho nó thông số, ví dụ là 5, Enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, đường SP-Line đã được chia thành 5 đoạn thẳng bằng nhau. Ở một số trường hợp khác, nếu như các bạn muốn chia cái đoạn thẳng đã biết thành những cái đoạn thẳng mà mình cũng đã biết cái độ dài nó bao nhiêu. Ví dụ như mình có một đoạn thẳng này và mình chỉ muốn chia nó thành những cái đoạn có độ dài là 3.000, thì chúng ta sẽ phải gõ lệnh MEA. Đấy. Chọn bạn chọn measure. Sau đấy các bạn Enter. Tương tự chúng ta cũng kích vào đối tượng. Sau đấy các bạn cũng điền cho mình cái thông số là độ dài bao nhiêu, ví dụ mình gõ 3.000 và mình Enter. Đấy, thì cái đường đoạn thẳng của chúng ta nó đã được chia thành những cái đoạn 3.000. Và còn thừa bao nhiêu thì nó để cuối như thế này. Đấy. Tương tự các bạn cũng có thể thực hiện nó trên cái đoạn SP-Line này. Mình gõ MEAS. Đấy, mình Enter. Mình chọn cái đường SP-Line. Sau mình gõ cái thông số 3.000. Mình Enter. Đấy. Hai cái lệnh Divide và Measure này nó có một cái điểm hay. Là bạn hoàn toàn có thể chèn một block. Đấy. Block là một cái đối tượng. Ví dụ như là cái cột điện hoặc là những cái cây. Ví dụ như chúng ta có một đoạn đường thẳng thế này và bạn muốn đặt những cái cột điện và những cái cây nó nằm trên cái đường thẳng này, chúng ta phải làm sao? Đấy, thì các bạn có thể gõ lệnh ví như là DIV Enter. Các bạn chọn cho mình đoạn thẳng này. Sau đấy các bạn có thể nhìn xuống hộp thoại, các bạn có thể đánh cái số đoạn thẳng muốn chia hoặc là các bạn sử dụng lệnh block. Đấy, mình gõ block. Sau đấy người ta bảo rằng các bạn hãy điền tên của cái block mà mình muốn bỏ vào. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái block, là block tên là cột điện. Đấy, mình điền tên nó vào. Mình Enter. Sau đấy nó bảo rằng các bạn có muốn align cái đối tượng này vào cái đường thẳng này không, đoạn thẳng này không. Mình kích Yes. Đấy, tạm thời mình kích Yes. Đấy, mình Enter. Và số đoạn thẳng mà các bạn muốn, ví dụ là 5. Mình Enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã đặt được những cái cột điện lên cái đoạn thẳng này. Và số lượng là 5 phần như thế này. Đấy. Hoặc các bạn cũng có thể lệnh sử dụng lệnh measure. Đấy. Tương tự chúng ta cũng có thể chọn đối tượng như là đường SP-Line này chẳng hạn. Chúng ta cũng có thể sử dụng block. Đấy, mình kích vào block. Sau đấy tương tự chúng ta cũng điền cho nó cái thông số, cái tên của block mà mình muốn đưa vào. Enter. Ở đây thì chúng ta nãy đã sử dụng lệnh yes, thì bây giờ chúng ta sử dụng lệnh no nhé. Ở đây no với yes nó khác nhau cái gì? Chúng ta gõ no này, mình enter. Sau đấy mình điền cho nó thông số độ dài là 3.000 chẳng hạn, mình enter. Bạn thấy chưa? Thì bây giờ thì cái
cột điện này nó đã được, họ đã không align vào cái đoạn FPL này. Đấy, để mình thử thực hiện lại này, mình gọi Mesua này. Đấy, mình chọn đối tượng này, mình chọn lệnh block này, mình đặt tên, điền tên cho nó này, mình enter này. Nãy là mình chọn no rồi, bây giờ mình chọn giết này. Rồi, mình enter này, mình chọn ba đánh ba số 3000 này, mình enter này. Các bạn thấy chưa, nó sẽ align cái cột điện này, nó sẽ align vào cái đường đối tượng ban đầu chúng ta, và nó sẽ nghiêng như thế này. Đấy, thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản mà mình hướng dẫn về lệnh Mesua và Divide. Hai lệnh này thì được thường xuyên rất sử dụng trong phần mềm AutoCAD. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.